Chào mừng quý khách đến với công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công. Trải qua chặng đường 14 năm hình thành và phát triển, TTC Hospitality, một thành viên trực thuộc tập đoàn TTC, đã khẳng định được dấu ấn riêng biệt trên các lĩnh vực hoạt động, lưu trú, khu vui chơi, trung tâm hội nghị, nhà hàng và lữ hành, chính bằng dịch vụ chất lượng, sự tận tâm và hiếu khách. Với lĩnh vực lưu trú, TTC Hospitality sở hữu 12 khách sạn, resort từ 3 đến 5 sao tại các tỉnh thành du lịch trọng điểm từ Huế, Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bến Tre, Đà Lạt, Nha Trang, Dốc Lết, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hội An và Siem Reap, Campuchia. Hệ thống lưu trú TTC Hospitality có hơn 1.300 phòng. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu lưu trú đa dạng cho du khách, còn mang đến nhiều dịch vụ tiện ích khác như hồ bơi, phòng tập gym, sauna, spa, nhà hàng ẩm thực và các gói sản phẩm được cập nhật theo xu hướng, theo mùa để du khách có được những trải nghiệm khác nhau tại cùng một địa điểm như công viên nước, khu phao nổi, khu cắm trại ngắm hoa phượng nở. Đặc biệt, cả ba resort của TTC Hospitality tại Dốc Lết, Cây Gà và Ninh Thuận đều có bãi biển riêng và đều là những bãi biển đẹp nhất Việt Nam và thế giới. Những lợi thế về thiên nhiên cùng với sự đầu tư bài bản dựa trên ưu tiên trải nghiệm và nhu cầu khách hàng, hệ thống lưu trú TTC Hospitality ngày càng nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của du khách. Trong lĩnh vực vui chơi giải trí, TTC Hospitality sở hữu hai khu vui chơi là TTC World Thung lũng tình yêu tại thành phố Đà Lạt và TTC World Tà Cú thuộc tỉnh Bình Thuận và vinh dự đón hàng triệu lượt khách mỗi năm. TTC World Thung lũng tình yêu với diện tích gần 140 hecta, hợp nhất khu du lịch Thung lũng tình yêu và đồi mộng mơ là điểm đến với nhiều lựa chọn vui chơi giải trí cho du khách. Từ năm 2019, TTC World Thung lũng tình yêu đã đầu tư nhiều hạng mục và công trình quan trọng như khu bảo tàng tự sát, khu phố cổ Hội An, mở rộng các vườn hoa, các khu food court, nhà hàng và vô vàn những tiểu cảnh check-in. Đặc biệt, trò chơi đi bộ trên không với những tuyến đường trên không len lỏi giữa rừng thông đã mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Nếu Thung lũng tình yêu được biết đến như một Đà Lạt thu nhỏ với đầy đủ những đặc điểm hấp dẫn của thành phố sương mù níu chân du khách, thì Tà Cú được xem là điểm đến sinh thái, tâm linh của khách thập phương trong và ngoài nước. Hệ thống cáp treo hiện đại đưa du khách lên đỉnh núi Tà Cú, chiêm bái tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, lập kỷ lục châu Á. Viếng ngôi chùa Linh Sơn Trường Thọ Linh Thiêng gắn liền với huyền tích chữa bệnh của Hoàng Thái Hậu Tù Dụ, thưởng ngoạn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và thơ mộng. Ngoài ra, TTC World Tà Cú còn phục vụ ẩm thực chay cho du khách hành hương giữa không gian núi rừng. Và không thể không kể đến hệ thống trung tâm hội nghị nhà hàng, gồm 2 trung tâm hội nghị và 4 nhà hàng tại thành phố Phan Thiết và thành phố Bến Tre. Hệ thống sảnh tiệc sang trọng, đa dạng về sức chứa và đầy đủ tiện nghi là một trong những lợi thế của các trung tâm hội nghị nhà hàng TTC Hospitality. Bên cạnh đó, không gian sảnh tiệc có sức chứa lên đến 6.000 khách cũng là điểm nhấn cho lĩnh vực này của TTC Hospitality, phục vụ cho các buổi tiệc gala dinner, hội thảo và các hoạt động team building trong nhà hàng. Đặc biệt, thực đơn tiệc phong phú với các món ăn đặc trưng vùng miền cùng các món ăn thương hiệu TTC cũng đã mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo cho thực khách. Lĩnh vực lữ hành TTC Travel với các chương trình team building mới lạ và được đầu tư chuyên nghiệp, bài bản, góp phần mang đến cho du khách những giá trị độc đáo và khác biệt. Với hệ sinh thái khép kín bao gồm lưu trú, vui chơi, ẩm thực và lữ hành, TTC Hospitality luôn không ngừng cho ra đời những gói sản phẩm dịch vụ mới để du khách có thể cùng lúc và cùng một điểm đến mà trải nghiệm được tất cả các dịch vụ trọn gói. Điều này cũng là động lực để TTC Hospitality không ngừng hoàn thiện, trở thành thương hiệu cung cấp các giải pháp du lịch toàn diện, chất lượng và sáng tạo cho khách hàng.